Nửa cuối năm 2017, nhà ai có 5 con giáp này thì mở tiệc ăn mừng là vừa, tiền tài về đến cửa rồi. Nửa cuối năm 2017, những con giáp có tên trong danh sách này, vận số cực thịnh, chuyện làm ăn suôn sẻ, gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc ngập két. Top 1, người tuổi Thìn. Chỉ số tài vận 4 sao. Tháng 7 nhiều tin vui trong sự nghiệp lẫn tài lộc, khiến bạn vô cùng phấn khởi và đầy tự tin. Bạn có thể sẽ đảm nhận nhiệm vụ quan trọng và gặt hái thành quả to lớn. Tháng 9, biểu hiện vượt trội hơn người giúp bạn được mọi người đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến. Tháng 11, ngoài thu nhập chính, bạn sẽ còn nhận được những khoản tài lộc ngoài mong đợi. Hãy tận dụng cơ hội để củng cố tài chính và tạo dựng cuộc sống tốt hơn. Người kinh doanh có thể tiến hành các kế hoạch lớn để thu lợi nhuận tối đa. Tháng 12, bạn được quý nhân giúp đỡ tích cực. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Người làm ăn, tư nhân sẽ có bước nhảy vọt lớn. Hãy sáng suốt để có kế hoạch thông minh, gặt hái thành quả cao. Chính tài tốt nhất vào tháng 9 và tháng 11. Hoạnh tài tốt nhất là vào tháng 12. Top 2, người tuổi Sửu. Chỉ số tài vận 4 sao. Tháng 6, mọi biểu hiện của bạn đều được đánh giá cao và nhận về thành quả xứng đáng với nỗ lực trước đó. Người làm ăn sẽ có những kế hoạch đầu tư không nhỏ. Tháng 8, vận thế vô cùng ổn định. Công việc tuy nhiều nhưng bạn vẫn ung dung giải quyết vấn đề và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tháng 9, sự nghiệp có bước tiến rộng mở do luôn được quý nhân giúp đỡ khi cần thiết. Bạn được cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp hòa đồng, yêu quý. Người kinh doanh sẽ ký hết những hợp đồng béo bở, đem về lợi nhuận khổng lồ. Tháng 10, thái độ làm việc tích cực và cách ứng xử khéo léo nơi làm việc giúp bạn luôn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cơ hội tăng lương thăng chức rất cao. Người đầu tư kinh doanh sẽ thu về thành quả ngoài mong đợi, nguồn vốn được củng cố vững chãi. Tháng 12, bạn nên trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn để chuẩn bị cho bước tiến dài trong sự nghiệp. Các kế hoạch quảng bá thương hiệu sẽ giúp người kinh doanh tư nhân tạo dựng uy tín và có thêm nguồn khách hàng phong phú. Chính tài tốt nhất là vào tháng 6 và tháng 9, hoạnh tài tốt nhất vào tháng 12. Top 3, người tuổi Dần. Chỉ số tài vận 3 sao. Tháng 6, sự nghiệp gặp thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ. Bạn có thể dễ dàng vượt qua khó khăn để có thu hoạch tích cực. Mọi kế hoạch và hành động đầu tư của người kinh doanh đều thuận lợi. Tháng 9, bạn được cấp trên tín nhiệm và đồng nghiệp luôn yêu quý, hỗ trợ hết mình. Hiệu suất làm việc lẫn thành quả thu về đều như mong đợi. Người làm ăn có nguồn khách hàng mới, lợi nhuận không nhỏ. Tháng 11, với sự tự tin và khả năng ứng biến linh hoạt, bạn hoàn toàn có thể vượt qua những tình huống bất ngờ. Trong công việc, được mọi người ngưỡng mộ và có cơ hội thăng tiến cao. Người kinh doanh nếu biết tận dụng các mối quan hệ xã hội, khi gặp khó khăn sẽ dễ dàng xoay chuyển. Tháng 12, tuy công việc trở nên bận rộn nhưng lại khiến bạn phấn khởi vì có cơ hội thể hiện tài năng, thu nhập tăng đáng kể. Chính tài tốt nhất vào tháng 6 và tháng 9, hoạnh tài tốt nhất vào tháng 11. Top 4, người tuổi Tuất. Chỉ số tài vận 3 sao. Tháng 6, sự nghiệp có cơ hội phát triển tiềm lực, biểu hiện công việc ưu tú và có cơ hội thăng tiến cao. Người làm kinh doanh sẽ có những kế hoạch đầu tư mới. Tháng 8, nhiệm vụ tăng lên, nhưng bạn vẫn tỉnh táo và khéo léo, biến áp lực thành động lực, thu nhập dần hồi phục lại ổn định và tăng lên. Người làm kinh doanh nỗ lực khai thác, nguồn khách hàng mới, lợi nhuận tăng trưởng. Tháng 10, vận thế thuận lợi, bạn sẽ nhận lại được những đền đáp xứng đáng với công sức đã bỏ ra trước đó. Được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, nên dù áp lực lớn vẫn gặt hái được thành công. Tháng 12, một tương lai rộng mở để bạn phát huy tài năng và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Người đầu tư có những bước tiến ổn định và đầy tiềm năng về sau. Chính tài tốt nhất vào tháng 6, hoạnh tài tốt nhất là vào tháng 12. Top 5, người tuổi Thân. Chỉ số tài vận 2 sao. Tháng 6, người đi làm ăn sẽ có biểu hiện xuất sắc, được cấp trên đánh giá cao và thưởng xứng đáng. Nhiều cơ hội tăng lương như mơ ước, người kinh doanh sẽ có thu hoạch tăng trưởng liên tục từ những kế hoạch đầu tư. Tháng 7, tuy công việc bận rộn và áp lực lớn, nhưng đa phần là tình huống tích cực. Bạn hoàn toàn đủ sức đối phó một cách thuận lợi. Tháng 10, vận thế rất ổn định, tuy công việc nhiều nhưng bạn luôn có thái độ tích cực.
và gặt hái thành quả tốt. Người kinh doanh tư nhân có nền tảng sự nghiệp đi vào quỹ đạo, thăng tiến từng bước vững chắc. Tháng 11, vận thế tăng lên, bạn được quý nhân trợ lực nên hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có cơ hội phát triển mới trong sự nghiệp. Người làm ăn tiến thêm một bước mở rộng đáng kể trong kinh doanh. Chính tài tốt nhất vào tháng 6 và tháng 11, hoạnh tài tốt nhất là vào tháng 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!